lại thôi là đỉnh. Mấy con này máy này chạy tới 10 tới mỗi tháng rồi. Hai máy này ở quốc hai mấy cộng mới coi ta coi mới chính xác nó có tiêu đồ gì không? Chạy một cái. Mấy đi chạy đi nữa rồi mất tiền rồi ra chạy luôn ra chạy cũ rồi luôn mất luôn má anh cái hồng má muốn xẹo luôn trời gì chờ lại đi lòng nhiều quá phải cái bơi nó dính cái lòng mày đó lên đây nó dài của nó cái hàng nó đó hả dạ thấy hàng trời dài nó ghê trời hàng mà cũng mình đông lắm trong dây này làm gịch lại coi chừng nó bật ra sao luôn vậy á Ừ. Ừ. Ông thì vậy là bự hơn hả? Ngày 5 tới 5 7 mà. Cái 14 này nó 57 đó. Lấy cái 57 chứ không lấy 3. Còn cái kia thì lấy. Tại vì mấy ông để này người ta hiểu lầm chết rồi nói sao thằng này kia ông này lấy 1 rồi. Mà so với cô ta lạ ha, cô ta thì 6.000 rồi máy này đi sao nó có đổ đầu luôn á. Tại nó đâu có đi coi. Trời nhìn cái hình nó hết biết. Cái này cái tha ấy nó hơi dày không quá. Thì làm này mà chạy lúng nó hơi dở người mày ha. 15 trời ơi. Cái cầm nó hơi dày nè. Không có là lực nó lực. Nó phải phải đáp nó. Kẹp ba cái này dập. Hai con cắt. Thừa cái nó xịt lúc rồi nó cái hồng nó đổ cho bà đạo bạn động cơ nè. Động cơ này lớn thì con nó nóng quá trời. Động cơ nó thành cái này. Vậy ông xuống nó ưa lại gì lắm. Chắc vô cạo đồ cho thì đổ được. Cái này nó có tháo kìa, tháo cho nó hạ tới cái đèn à. Mà sao thằng này nó làm thẳng này còn thằng kia làm trồng. Cắt cho mắt lại cái mũi nó cũng mắc lại. Chiều lẽ vậy tiếp luôn bây giờ mà đây ok bấm được rồi đó về thì cắt ghép rồi thằng quạt ừ âm phim rồi nhạc lấy gai rồi Thank you.
khởi động. Khởi động máy thử hả? Thử tiếng nổ ngon không ạ? Mới phải ngon rồi. Gãy vừa bù xì bô rồi trời. Máy mới mà nổ là nghe là con này gãy đâu bằng con này. Dạ. Yeah. Con này 357. 357 là con đang trình diễn ngoài quá. Ừ, ngoài 357. Lấy không? Lấy 6040. Chắc hơn. Chắc hơn. Cái con nó không còn máy 6040 nội của mình mấy. À. Bô hơi, bô hơi. Con này đủ ra phát sát 6040. Ừ. Cái dàn hơi nó là nghe dữ không? Em hai chiếc dàn ma rồi, một chiếc 60. Ừ. Mấy chiếc trâu già mấy chiếc ăn. Bảy chiếc. Giờ đang chạy động nào anh? Em đầu cái năm nghỉ rồi. À. Thấy cái giạc ở dưới này cũng đang chới lại nữa đó. Để em xuống mua U3 xài được tháng rồi đó. À xài rồi đó hả? Còn 357. 357 nên tài xế mới trải nghiệm nên thấy là dòng này là ngon hơn dòng 6040 của cua ta đó các bạn. Nó tiếng cái gáy là thấy mê ha. Đúng rồi, so cửa là phải so dòng từ ngang ngang với nó, giữa dòng ma với cua ta là phải ngang ngang với nó mới được. Không lên chạy vậy. Gắn camera nữa hả trời, tính chơi camera hành trình nó gì không nào. Ra ngồi chân xịt nữa bên trong là trời nó đứng cao cao á. Không được anh thấy ơi. Camera định vị nó gắn ở trong này. Trên tắt luôn. Mà mua cái máy tặng điện thoại không? Tặng điện thoại biết như vậy hả? Trốn luôn á. Camera. Đúng rồi, anh tặng cái cục gồ này đi cho mấy anh tài xế á để đội nó nguy hiểm nào á. Trên xe giờ ở trên máy giờ có gì là bán hết rồi, tặng hết đó. Ông ngồi này có cái dép qua là tặng cho ông luôn đó. Tặng người tặng tài xế luôn. Nói vậy thôi. Hộp số, ví dụ như hộp số mình ngừng lại là bê tô nó phải ngừng theo. Còn nó vẫn chạy bình thường. Nó dạng như là mấy gân ma rồi lúc thời trước cái gì. Còn cái dạng cua ta là nó phải chạy theo vòng. Máy chạy thì nó chạy, còn máy ngừng. Vậy là cái lưu lượng nó của cái dạng sớm nó cũng luôn lại động cơ rồi. Đúng rồi. Cái nó không có tắt rời. Dạ đúng rồi. Nó như phi ngã độ. Có 4 số là 1 2 3 4 và tiếng lùi là 2 4 2 là 8 và thằng nhau lấy đón không và có là 8 tiếng là 8 lùi cái tôi con lấy đón số tiếng và quan trọng hơn là cái bộ số này là bộ số là số đầu tốc là khi chúng ta vận hành trên ruộng mà ta chuyển từ số 1 lên số 2 là không cần phải giảm tốc độ gì, ngừng máy lại để mà chuyển lên. Cơ cấu như là chúng ta sẽ lái như một chiếc ô tô thôi trên đồng ruộng. Thì đó là cái cải tiến mới của dòng máy dân ma đem lại 37 này. Và đây cái ghế của dân ma là ghế là được thiết kế là ta thể điều chỉnh được theo tư thế người lái, như là hăng lên hạ xuống là có giảm sốc và có cái đai an toàn. Và được trang bị thêm là những cái điều kiện ta đẩy, có thể đẩy chai nước cũng như là đẩy những vật dụng. Ta khi mà ta hoạt động trên đồng ruộng, người ta có thể đẩy nước đây để ta có thể giải khát, là những cái dụng ăn này đó, như ta có bụng đó thì ta đẩy lại cái mà ta ăn được. Và cái tiếp theo